Xin chào các bạn. Hôm trước mình đã nói về cái cho các bạn về cái hiện tượng gọi là vanishing của cái model của mình khi sử dụng hàm sigmoid đối với cái trường hợp mà cái data input của mình nó nằm ở hai cực là 0 hoặc là 01 hoặc là 255, thì lúc đó model của mình sẽ bị hiện tượng vanishing, dẫn đến model không thể học, học tập bị kém, cũng như là cái việc đi tìm cái local minimal của cái model của mình sẽ chậm hơn. Hôm nay mình sẽ nói với bạn về một cái hiện tượng xảy ra trong cái model của mình khi mà mình training. Cái điều này sẽ giúp cho các bạn có thể thực hiện cái thao tác data centric cho cái model của mình, làm sao để xử lý data hiệu quả, fit vào cái model một cách phù hợp. Giúp cho mình tăng cái tốc độ training cũng như là tăng cái accuracy và cái performance của model ha. Thì hôm nay thì mình sẽ tạo một cái ví dụ đơn giản. Như mình thấy là ở trên cái tập Mnist thì cái data của mình nó là cái chữ số viết tay, và cái nền của mình sẽ là màu đen, tức là bằng số 0, và cái chữ số của mình nó sẽ là màu trắng, tức là 255 ha. Thì đối với cái việc đó thì cái model của mình nó sẽ thực hiện học những cái số 255, và nó thực hiện cộng nhân cái những số 255 này với cái model của mình để mà làm sao nó fit được cái data đầu vào cho mình một cái kết quả evaluation chính xác, prediction chính xác ha. Thì cái việc đó nó sẽ rất là nhanh, bởi vì sao? Bởi vì trên cái model của mình thấy là khi mà mình vẽ cái distribution của data thì cái data đầu vào của mình nó chiếm cái phần lớn, đến phần lớn là cái giá trị là 0 và phần nhỏ là 255. Khi mình đảo ngược lại, tức là mình lấy một mình trừ cho x-trend. Bởi vì sao mình lấy một ha? Bởi vì là cái data của mình hiện tại đang là nằm từ giá trị từ 0 đến 1 rồi ha. Và mình thực hiện lấy một mình trừ, tức là mình phải lấy phần đảo, phần nghịch, phần đảo của cái phần còn lại của cái tức là mình sẽ đảo á, tức là giá trị 0 thành 1 và 1 thành 0 á. Tức là giá trị 0, giá trị trắng thành đen và đen thành trắng. Thì mình thấy là đây, ở trên là đen, chữ trắng, ngược lại dưới đây là chữ đen là trắng, tức là bây giờ cái giá trị mà của nó cần phải thay đổi trong cái model, tức là giá trị mà nó nhân cho cái model của mình á, sẽ là những vùng trắng này nó sẽ rất là nhiều ha. Vùng trắng, vùng 25 này rất là nhiều. Thì điều đó sẽ dẫn đến một cái kết quả là khi mình training, như bạn thấy nè, mình đã train cũng khá là lâu rồi ha. Cái mô đồ này mình dự đoán là mình train xong cái mô đồ này chắc cũng phải là khoảng 1.000 giây á. 1.000 giây là khoảng cũng phải mấy phút, cũng phải 7-8 phút gì đó. Thì nó khá là lâu. Thì để mà mình để mà thực hiện data centric thì mình sẽ cần phải hiểu về cái mô đồ của mình, cũng như là cái data của mình nó thuộc cái phân bố nào. Đó là cái việc đầu tiên của một cái dự án machining, là mình cần phải phân tích cái data của mình. Data của mình có bao nhiêu class, là data continuous hay non continuous, hay là data của mình nó là cái distribution của nó là ở vị trí nào, và những cái class khác nhau thì distribution của nó nằm ở vị trí nào, nó thuộc Gauss distribution hay là cái beta distribution, hay là cái Bernoulli distribution chẳng hạn. Nó có khá là nhiều distribution, thì và mỗi cái distribution đó vào cái model của mình nó sẽ tạo ra một hiệu ứng khác nhau, và mình cần phải hiểu cái điều đó để mình có thể tuning được cái data của mình cho nó chính xác, tuning cái mình cần phải vào pre-processing cái data của mình cho chính xác để mình fit vào cái model của mình ha. Trong trường hợp model là cố định thì mình cần phải xử lý cái thao tác data centric sao cho phù hợp với cái model của mình, và ngược lại trong trường hợp mà mình cái model thay đổi thì mình cần phải thay đổi sao cho phù hợp với cái data. Nhưng mà theo mình thấy thì đối với những cái model trong computer vision thì nó sẽ là thường là sẽ cố định và chỉ thay đổi cái input và output thôi, còn
cái phần layer chính giữa, tức là cái việc học của những cái kernel và của những layer là giống nhau. Thì mình chỉ thay đổi cái việc pre-processing cũng như là post-processing cũng như là cái thao tác data centric của mình thôi ha. Thì đây mình thấy là cái kết quả training của mình thì cái test log của nó không ổn định, và mặc dù cái training log của nó là ổn định và nhưng mà cái test log của nó không ổn định và nó có xu hướng tăng ở những cái epoch sau. Thì cái điều này là không mong muốn ha. Và cái test accuracy của nó cũng bám theo cái training accuracy, tuy nhiên là nó không bám fit, nó không có fit tịt lắm. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.